chúng ta luyện tập kỹ hơn. Đấy, đầu tiên thầy mời bạn Bửu Khánh nào. Bửu Khánh, Dạ. ở đây người ta cho là bạn Bruce này đang ở một cái dealership, thì bây giờ anh ta đã chọn ngẫu nhiên một chiếc xe để kiểm tra. Thì đây nó gồm có những xe gì nhỉ? Xe tải Xe tải, xe van xe và compact lại car, tức là có 3 loại. Thì mỗi loại nó có cái số lượng. Thì bây giờ bạn á, bạn có thể tính xác suất để mà bạn bốc được. Ví dụ nhắm mắt lại, trong 13 xe này, 8 xe kia và 4 xe nọ, tức là tổng cộng là có bao nhiêu chiếc nhỉ? 25. Chúng ta cộng lại thì chúng ta thấy là tổng cộng chúng ta có tới là bao nhiêu? 25 25. chiếc. Mà nếu mà chúng ta bốc ngẫu nhiên bởi cái xe compact này này, yêu cầu tính xác suất đấy, bốc ngẫu nhiên thì chúng ta đã biết xác suất của nó là dựa trên cái gì? Dựa trên cái số lượng xe, số lượng của cái sự kiện ít. Thầy xem cái này là sự kiện ít đúng không? Sự kiện ít. Vậy thì sự kiện ít này là có bao nhiêu chiếc nhỉ? Bao Dạ bao nhiêu chiếc bốn. đây? 4 chiếc. Tức là sự kiện này là có 4 chiếc. Còn trên tổng không gian mẫu, sample space của nó sẽ có là bao nhiêu chiếc nhỉ? Dạ 25. 25. Vậy thì chúng ta tính xác suất ra là chúng ta bốc được nó là bao nhiêu? Dạ 0.16. 4 trên 25 25. đúng không? Thì chúng ta tính cái xác suất này ra thì chúng ta sẽ có nó là 4 trên 25. Chúng ta viết lại như vậy. Và chúng ta để phần trăm cũng được, chúng ta đổi nó phần trăm hoặc là để dưới dạng phân số nhá. Đấy, bạn thầy mời bạn thứ hai, những bạn mà thầy thấy chưa nắm này, mời Bảo Nguyên. Bảo Nguyên đâu? Bảo Nguyên nghỉ học này nên nhiều cái về nhà làm bài không được này. Ở đây bạn này có một cái đặt một cái birthday card từ một cái công ty và chọn ngẫu nhiên nó, thì ở đây người ta có cho mình tổng số là bao nhiêu? Bao nhiêu Nguyên? Nguyên sao không thấy trả lời gì hết? Nguyên. Dạ 21. Rồi 21, tổng số là 21. Mà ở đây cái bớt đề cạc nó là bao nhiêu cái? Bao nhiêu đây? Dạ 14. Vậy thì nếu mà chúng ta tính xác suất của cái nào? Của cái bớt đề cạc hay là nót bớt đề cạc? Dạ nó. Nót thì xác suất nó sẽ là bao nhiêu? Nếu thầy xem ít là cái sự kiện bớt đề cạc đúng không? Vậy thì thầy thấy thầy tính cái xác suất bây giờ cái ít và cái nót ít, nót ít thì nó gọi là nót bớt đề cạc đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là ít mà cộng cho ít gặp thì nó là bao nhiêu? Bao nhiêu Bảo? Là nói về những cái bớt đề cạc, còn cái gặt thì nó là nót, tức là không phải. Vậy thì cộng hai hai cái đó lại thì bao gồm nó là bao bao nhiêu cái? Có phải tổng số là 21 không? Tổng số nó là 21. Vậy thì chúng ta thấy cái tập hợp này là có 21 phần tử, thì chỉ có 14 phần tử là thuộc về ít thôi. Vậy thì cái ít gặt nó sẽ là bao bao nhiêu phần tử? Bao nhiêu? Bao Có nhiêu bảy. Bảo? Chúng ta lấy là 21, chúng ta trừ cho 14 thì chúng ta ra là 7. Vậy thì chúng ta tính xác suất của ít gặt thì nó là bao nhiêu? Số lượng ít gặt là bao nhiêu? Dạ 7. 7 trên mấy? Trên tổng số là bao nhiêu? Dạ 21. 21. Vậy thì chúng ta tính xác suất của ít gặp bằng bằng cái 7 trên 21. Hoặc là chúng ta cũng có thể dùng cái cách là xác suất của ít gặp nó cộng cho xác suất của ít thì nó bằng tổng số luôn luôn là bằng bằng 21 trên 21 đấy, tức nghĩa là bằng 1. Vậy thì chúng ta tính ra được cái bx gặp thì nó sẽ bằng là 1 trừ cho bx. Mà bx
thì chúng ta đã biết nó là 14 trên 21 rồi. Vậy thì chúng ta trừ đi, chúng ta cũng ra được là 7 trên 21 này thôi nhá. Vậy thì chúng ta sẽ ghi ở đây là 7 trên 21, 7 trên 21. Vậy là xác suất của nó là 7 trên 21. Bạn Hồng Thuận đâu nhỉ? Hồng Thuận vô lớp chưa? Chưa thấy Hồng Thuận đâu hết. Nghỉ học mết à? Rồi mời bạn Minh Nhật đâu? Minh Nhật. Dạ. Chúng ta thấy cái hột xí ngầu này có bao nhiêu mặt đây? Dạ 6 mặt. 6 mặt. 6 mặt thì bao gồm những mặt nào nhỉ? Không gian mẫu nó bao gồm mặt nào? 1 1 2 2 3 4 4 6. 5 và 6, tức là có 6 mặt. Bây giờ chúng ta nói đến cái sự kiện ít mà chúng ta mô tả nó là not three. Thì nó là gồm những phần tử nào? Not three thì nó là cái nào? 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Bây giờ, vậy thì chúng ta tính xác suất của cái ít này thì là bao nhiêu? Xác suất của sự kiện ít này nó là nhiêu? Bao nhiêu phần tử đây? Là 5. 5 phần tử trên tổng số là mấy? 6. 6. Vậy thì chúng ta có cái xác suất của cái sự kiện ít này là not 3 này, chính là 5 trên 6. Chúng ta tính nó ra. Rồi, mời bạn Biểu Khánh đâu? Biểu Khánh. Biểu Khánh. Dạ. Rồi, tính xác suất của sự kiện ít gì đây? À, cái được bôi tàu. À, cái phần được bôi. Vậy thì trên tổng số phần thì nó là mấy? Dạ hai. Đâu, tổng số phần chúng ta đếm cơ À, mà, số tổng phần là 5. 5, mà cái phần được bôi thì là mấy? Dạ hai. 2. Vậy thì xác suất cái kim nó quay trúng cái phần được bôi chính là 2 trên 5. Và chúng ta điền vào đây là 2 trên 5. Đây là xác suất cực kỳ đơn giản mà chúng ta phải phải nắm thì chúng ta mới học cái phần sau được. Rồi mời bạn à, Ngọc Nhi đâu? Ngọc Nhi. Ngọc Dạ Nhi. Ở đây đồng xu có mấy mặt đây? dạ có 2 mặt. Hai mặt, head và tail. Vậy thì xác suất của mặt tail thì là gì? Dạ 0.5. À, tổng số thì là có hai mặt, mà cái mặt theo thì có một mặt, nên chúng ta tính ra được nó là 1/2. 1/2. Mời bạn Lâm Anh. Lâm Anh. Chúng ta xem ở đây là có 5 con này và 3 con kia và 12 con nọ, là tới 3 loại. Tổng số con là bao nhiêu con đây? Là Bao nhiêu? 20. Ừ. À, đúng rồi. 5, 3 và 12, tức là 20 con. Vậy thì xác suất mà chúng ta bốc phải cái con Salamander này là bao nhiêu? Là 5/20. Đúng rồi. Chúng ta thấy nó là 5 trên 20. Đó. Vậy thì chúng ta hiểu cái xác suất bốc được nó là 5 trên 20. 5 trên 20. Rồi, 5 trên 20. Mời bạn Quang Minh. Quang Minh đâu? Yeah, thầy. Ở đây chúng ta thấy là những cái thẻ thẻ mà chúng ta chơi là có số lượng là bao nhiêu đây? Ừ, có số lượng là 3 thẻ đen và 7 thẻ Là 7 đỏ. thẻ, 7 thẻ đỏ. Vậy thì chúng ta rút được cái thẻ đen với xác suất là bao nhiêu? Chúng ta rút được thẻ đen với xác suất là 0,3. Là 3 trên mấy? Bạn là 3 ba trên trên một, 3/10. 3/10. Chúng ta để luôn phân số cũng được. 3/10 hoặc là 30% cũng được nhá. 30% hoặc là 0.3 gì cũng được. Chúng ta đổi nó ra. Rồi, đó là cái xác suất đơn giản nhất mà chúng ta cần phải trả lời được thì chúng ta mới làm được cái xác suất kế tiếp được. Rồi, sang cái câu mô hình xác suất này. Thầy mời bạn kế tiếp. Mời bạn Minh Khôi đâu? Minh Khôi. Dạ.
Ở đây chúng ta đọc đề bài thì chúng ta sẽ thấy là người ta cho mình cái consumer này được báo cáo là có bao nhiêu cái low quality đây? 72. Còn medium là mấy? 112. Còn cái high quality là mấy? 711. 711. À. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy là người ta yêu cầu chúng ta dùng cái tần suất quan sát để tạo ra xác suất. Thì chúng ta thấy là cái xác suất ước lượng của cái lao nó là bao nhiêu? Bao nhiêu? Lao là số lượng là bao nhiêu? Mấy đây? Là nhiêu? Minh Khôi, lao là mấy? Tính Không thấy chính không? 72 trên tổng số là bao nhiêu? tổng Cộng lại xem. số là 711 112 cộng cho 72 cộng lại hết nó là bao nhiêu? 4 này, 5 này. 5 117 nó là 9, 7 cộng 1 nó là 8. Vậy thì chúng ta ra được là tổng số là 895, đúng không? Yes. 895. Vậy thì chúng ta tính cái ước lượng cái xác suất của cái lao nó sẽ là 72 trên tổng số 72 895. Còn cái medium là bao nhiêu? Medium Một là một mấy? Một tám hai chia cho 895. chín. Rồi cái hai là bao nhiêu? 711 chia 895. Thì chúng ta tính xác suất của từng cái tương tự như những cái kia thôi. Rồi thầy mời bạn là bạn bạn Khải đâu? Khải. Dạ thầy. Rồi chúng ta xem coi là ở đây người ta ước lượng có 35% cơ hội đúng không nào? Dạ. Mà nó sẽ là quá lạnh. Còn 50% cơ hội là gì? Nặng quá nóng. Quá nóng. Vậy thì phần còn lại nó là cái gì? Phần còn lại. Bây giờ người ta hỏi là xác suất của cái morning politics này just right là vừa tới thì nó sẽ là bao nhiêu? 15 thôi. Tại sao nó là 15? Bởi vì chúng ta thấy có mấy loại đấy? Hai loại. Ba loại. Để Too ba loại. cold là quá lạnh này. Cái thứ hai là just right này. Cái thứ ba là gì? Too hot. Đúng không? Đúng không? Vậy thì nếu mà chúng ta coi cái sự kiện bao gồm nó là x1, x2, x3, tức nghĩa là too hot, too cold, còn này là just right, còn cái này là too hot, thì ba cái này tạo thành một cái không gian mẫu là x1 cộng x2 cộng x3, là ba cái này là tạo thành cái không gian mẫu. Mà chúng ta biết được tổng xác suất của ba cái này cộng lại thì nó bằng một. Vậy thì xác suất của hai cái thì chúng ta đã biết là 35 và 50 rồi. Thì cái còn lại bạn trừ nó đi, đúng không? Thì trừ đi thì nó chính là 15%. Mời bạn Ngọc Minh. Ngọc Minh. Mà Người ta cho biết là khi mà viếng thăm trái đất này thì người ta nói là có khoảng là bao nhiêu con gì đây? 97 chicken, 47 cow và 77 human. Sau đó chọn ngẫu nhiên mấy cái con này thì mỗi một con có xác suất là bằng nhau. Vậy thì yêu cầu tính xác suất của chicken là bao nhiêu đây? Chicken là bao nhiêu? Ngọc Minh. ngâm năng tính Tính sao? Chúng ta tính phải tính cái tổng số nó ra nhé. Trong không gian mẫu là nó có tới 3 loại mà tổng số phần tử của nó là 97 cộng 47 cộng 77 thì nó là nhiêu? 73 hai 21 biến 1 nhớ 2. 9 cộng 4 là 13. 13. 13 với 7 là 20 nhớ 2 là 22. Vậy thì chúng ta ra được tổng số là 221. Vậy thì xác suất của chicken là nhiêu?
Đọc đi. Em nghe Đọc là bảy. Bao nhiêu? Không nghe. 97 phần 22 221 97 trên 221. Sau là bao nhiêu? 47 trên 221 47 trên 221. Rồi human là nhiêu? 77 trên 221 ạ. 77 trên 221. Đó, chúng ta tính nó ra. Cái này là chúng ta tính cái mô hình xác suất dựa trên các phần tử chúng ta đã thống kê là có bao nhiêu rồi thì chúng ta tính ra được. Mời bạn Minh Nhật nào. Minh Nhật. Dạ thầy. Rồi nhìn vào đây thì cho biết là xác suất của thống kê cái manin nó là bao nhiêu đây? Dạ là 0,35. 0,35. Còn pet là bao nhiêu? 0,25. Vậy thì chúng ta biết được cái mô hình xác suất là tổng số của nó là phải bằng mấy? Bằng mấy? Dạ là bằng tất cả những cái đó. Là 100% hay là chúng ta gọi nó là bằng một, đúng không nào? Tổng số của nó. Vậy thì riêng cái này không là 0,35. Còn cái này là 0,25, vậy thì cái phần còn lại nó sẽ là phải bao nhiêu? Bao nhiêu? Không cho mấy? Xác suất của Mani. Xác suất của Mani này cộng cho xác suất của cái Racer. Racer cộng cho xác suất của cái Beck nó phải bằng bao nhiêu? 100. Bằng 100%, tức là thầy ghi bằng một cũng được nè. Mà bây giờ hai cái thì cái này nó đã là bao nhiêu rồi? 0,35. Còn cái này là nhiêu? 0,25. 0,25. Vậy thì cái còn lại nó sẽ là nhiêu? Một trừ cho bao nhiêu? Trừ cho 0,35 Cộng 0,25. cộng 5. Vậy thì nó bằng một trừ mấy? 0,6. Vậy nó bằng mấy? Là bằng 0,4. Rồi, 0,4. Vậy thì xác suất của cái còn lại. Chúng ta nên nhớ là nó có hai dạng thống kê. Có hai dạng thống kê. Một là thống kê chúng ta thể hiện dưới dạng số lượng. Thì chúng ta thấy cái cột này nó sẽ thể hiện là số lượng là bao nhiêu, đúng không? Nó thể hiện số lượng. Còn bây giờ chúng ta không nhìn dưới dạng số lượng mà chúng ta nhìn dưới dạng là tỷ lệ phần trăm, hay còn gọi là xác suất, thì cộng lại tất cả thì nó phải là 100%. Vậy thì chúng ta có thể suy ngược trở ra để chúng ta tính dựa trên trên thống kê về mặt xác suất chứ không phải thống kê về mặt số lượng nữa. Bạn Biểu Khánh. Biểu Khánh. Dạ. Rồi, tính cái xác suất của Gia Lầu là nhiêu đấy? Xác suất của Gia Lầu là 12 phần 50. 12 phần mấy? 50. 12 phần 50. Chúng ta cộng lại tổng số của nó là 50 này. Tức là có 50 phần tử trong không gian mẫu. Mà bây giờ riêng cái Gia Lầu nó là 12. Thì chúng ta tính ra được cái tỷ lệ phần trăm, hay còn gọi là xác suất đó, là 12 trên 50. Cái blue là nhiêu? 37 50 37 trên 50. Và red là nhiêu? 1 trên 50 1 trên 50 1 trên 50. Vậy là chúng ta tính ra xác suất của từng cái một. Rồi, tương tự như vậy nhé. Mấy cái bài này là thầy dạy rồi, thầy chỉ ôn lại thôi. Nên những bạn nào quên thì chúng ta thông qua bài đó để chúng ta có thể nhớ lại. Ở đây thầy cũng ôn cho cái việc tiên đoán xác suất này. Tiên đoán xác suất. Thầy cũng không thấy bạn Lâm Giang chắc sắp đi nước ngoài là năm ra là nghỉ luôn. Đây, thầy mời bạn Jojo đâu? Jojo. 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 Rồi. Bạn Jojo xem thử coi bài toán này người ta đang khảo sát. Người ta đang khảo sát. Lấy thí nghiệm là trên bao nhiêu câu đây? Bao nhiêu Dạ, câu? trên 20 câu. 20 câu. Mỗi câu sẽ có mấy câu trả lời? Dạ, 4 câu trả lời.
Ví dụ như câu số 1 chúng ta có trả lời A, B, C, D, bốn câu trả lời. Câu số 2 chúng ta cũng có A, B, C, D. Và cuối cùng câu 20 chúng ta cũng có A, B, C, D. Đó. Thì bây giờ người ta sẽ chọn cái câu câu nào? Thì trong mỗi một câu nó chỉ có một câu đúng thôi, tức là xác suất đúng của nó chỉ là 25% trên một câu thôi. Vậy thì chúng ta tính tổng xác suất ra của cái bài này chúng ta trả lời đúng, bây giờ chúng ta tiên đoán nhé. Dạ, 5 Thì câu. bây giờ người ta hỏi là cái sự phán đoán tốt nhất về số câu hỏi có thể trả lời đúng thì nó sẽ là khoảng bao nhiêu câu nhỉ? Dạ, 20. Có 20 câu mà. Vậy thì Ừ. trong 4 câu này chỉ có Một ABCD, câu. chỉ có một câu đúng thôi. Thì xác suất trả lời đúng của một câu là bao nhiêu phần trăm? Dạ, 25%. Xác suất của một câu đúng, thì nó chỉ là 1 trên trên 4 thôi. 4 sự lựa chọn này thì chỉ có một câu đúng thôi thì nó là 1/4. Vậy thì không phải là chúng ta chỉ xác suất trên một câu mà trên 20 câu. Vậy thì chúng ta đoán ra được nếu mà 20 câu không phải là 4 câu mà 20 thì chúng ta gấp mấy lần lên? Dạ, 5 lần. Đâu Anh phải gấp 5 lần đâu. 20 lần, 20 Gấp 20 lần. Đúng không? Gấp 20 lần. Vậy thì ý người ta hỏi á là nếu mà có 20 câu này. Đúng không? 20 câu thì chúng ta sẽ trả lời đúng khoảng là bao nhiêu câu nhỉ? Mấy? lần. Dạ, gần 5 câu. Là gần 5 câu, vậy là câu trả lời nào? Câu Dạ, câu B. B là gần 5 câu nhưng không phải là chính xác là 5 câu, xấp xỉ thôi. Thầy mời bạn Lam Anh. Ở đây bạn Sophia này có cái túi là bao nhiêu cái màu tím đây? Ba màu tím, bốn Ba màu tím và mấy mấy xanh? đồ xanh. 4 xanh. Vậy thì nếu nếu mà bạn ấy thò tay vào bốc thì xác suất được màu 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 gì? Màu tím thì nó là bao nhiêu? Ba trên tấm Ba người. trên mấy? Ba trên Ba mấy? trong tấm người. Ô lục không, ba trên bảy. 3/7, tức nghĩa là nếu chúng ta bốc 7 lần thì có khả năng là chúng ta trúng được 3 lần đấy. Vậy thì bây giờ không phải là bốc có 7 lần đâu mà ở đây là bốc bao nhiêu lần đây? 280 luôn. 280 lần là chứ không phải 7 lần. Thì chúng ta xấp xỉ là chúng ta sẽ đúng được chính xác là bao nhiêu lần? Bao nhiêu? Gấp mấy lần đây này? Gấp 7 mà thành 280 là gấp bao nhiêu lần? bốn lần 40 lần. bốn Vậy thì cái này chúng ta cũng gấp 40 lần thì chúng ta suy ra được nó là bao nhiêu? 120. 120, vậy nó là câu nào? Câu B. Câu B, nó sẽ gần đúng với 120 lần chứ không phải là chính xác như vậy nhé. Rồi mời bạn Đình Nguyên. Đình Nguyên. Có Ở đây chúng ta thấy là chúng ta lăn cái đồng cái hột xí ngầu này là 6 mặt. Vậy thì chúng ta nếu chúng ta chưa nói là tới 240 lần đâu mà chúng ta biết xác suất để bốc được trúng số 4 nó là bao nhiêu? là 1/6. Bốc là 1/6. Nghĩa là nếu chúng ta thả 6 lần thì chúng ta sẽ bốc được một lần là số 4. Vậy thì bây giờ chúng ta lặp lại nó tới 2.400 lần chứ không phải là 6 lần nữa. Thì tương đương là chúng ta bốc trúng số 4 được khoảng bao nhiêu lần đây? Bao nhiêu? Là khoảng 400 lần, khoảng 400 lần. Vậy là câu nào? 400. Câu B. Close to thôi nhá, gần đúng 400 lần chứ không phải là chính xác là 400 đâu. Vậy là câu B. Rồi, tương tự đối với các câu khác chúng ta cũng làm tương tự, về nhà chúng ta tự luyện tập nha. Cái này là thầy ôn nhắc lại bởi vì buổi trước chúng ta đã học cái này rồi. Bây giờ thầy chỉ ôn nhắc lại thôi.
ôn nhắc lại những cái nào cần thiết, còn cái nào mà hôm nay học mới thầy sẽ dạy mới cho các bạn đây. Đây chúng ta xem cái sample space của cái compound event. Tức nghĩa là chúng ta bắt đầu đi vào sự kiện kép chứ không còn là sự kiện đơn như lúc nãy nữa. Thì chúng ta xem cái sự kiện kép thì nó sẽ như thế nào. Thầy mời bạn bạn Quang Minh nào. Quang Minh. Dạ thầy. Rồi, bây giờ chúng ta đọc đề bài để chúng ta hiểu sự kiện kép như thế nào. Ở đây là chúng ta đang bốc bốc cái gì? Bốc cái gì? Bóng Quả bóng nước. Thì nó sẽ có gì? Quả bóng đấy có thể là gì? bạn có ba màu À, và tức là quả bóng đó, quả bóng đấy có thể rớt vào một trong ba màu. Ví dụ như thầy lấy là nó là màu, đây người ta ký hiệu là màu gold này, màu orange này, màu da lầu này. Vậy thì một quả bóng có thể là gold hoặc orange hoặc là da lầu, một trong ba. Và nó có hai kích thước, đúng không? Hai kích thước. Vậy thì ở đây là chúng ta có bao nhiêu loại bóng nhỉ? Bao nhiêu loại? sống lại. À, 6 loại, chúng ta ghép lại. Có thể quả bóng đấy nó là gold, gold gì? Gold và L, Gôn tức là quả gôn bóng tưởng là lớn, gì? hoặc là gold S. và small, đúng không? Là chúng ta viết một cặp đấy, một cặp. Thì cái đầu tiên là chúng ta mô tả nó là màu, cái thứ hai là thể hiện là kích thước. Vậy thì chúng ta có thể gold large hoặc là gold small. Tương tự như vậy nó là gì? Orange large này và orange small. Mấy loại đây? Mân, mấy loại đây? Dạ hai Bốn rồi. rồi bốn Chứ bốn còn nào nữa? Còn nào nữa không? ừ. Còn Da lậu. dây lầu L và dây lầu S. Da lậu S, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là cái sample space của chúng ta là có tới 6 loại lận. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha. Vậy thì người ta có thể biểu diễn cái sự kết hợp giữa màu sắc và kích thước lại thì nó ra tới 6 loại. Thì chúng ta thấy là người ta có thể mô tả bằng bằng cái sơ đồ như sau. Là chúng ta thấy là một là chúng ta đi theo cái này là gold lát này. Hai là chúng ta đi theo cái này là gold small và tương tự như vậy thì chúng ta ghép ra thì chúng ta thấy là cái outcome của chúng ta có một này, hai này, ba này, bốn này, năm và sáu, đúng chưa? Là có 6 loại. Đấy là chúng ta biểu diễn bằng sơ đồ A. Nó gọi là biểu diễn sơ đồ cây đấy, chúng ta phải làm quen nó. Bây giờ B, thay vì chúng ta để cái màu trước thì bây giờ chúng ta để kích thước trước là lát, rồi gold là một, lát orange là hai, lát da lầu là ba. Thì chúng ta thấy đây là ba, bên này ba nữa. Tức nghĩa là chúng ta thấy sơ đồ ba nó cũng cho chúng ta ghép được là có 6 cái outcome. Cái này cũng là 6 outcome. Thì chúng ta có thể dùng sơ đồ A hoặc sơ đồ B để chúng ta đếm xem coi là cái không gian mẫu của chúng ta có bao nhiêu loại. Đây. Bây giờ trả lời cho thầy biết xem. Nếu bạn bốc ngẫu nhiên màu và kích thước, tức là cái bóng đấy có thể màu này và kích thước kia, thì sơ đồ nào có thể dùng để tìm ra được cái outcome? Sơ đồ Cả nào? hai ba là Cả hai. Chúng ta thấy A và B đều đều tìm được hết. Chúng ta xem kỹ lại nha. Chúng ta xem có bị nhầm lẫn hay không. Đấy nha. Lát gold, lát orange, lát da lầu hoặc là small gold, small orange và small da lầu cũng ra. Vậy thì chúng ta thấy cả hai sơ đồ cây này đều giúp cho chúng ta tìm ra được cái outcome của nó. Rất dễ dàng. Tôi mời bạn Bảo Nguyên nào. Bảo Nguyên. Bảo Nguyên. Rồi, chúng ta cũng đi tìm cái sample space. Ở đây bài toán người ta cho cái cửa hàng này, đúng không? Thì có mấy loại đấy? Bốn loại Dạ đã chỉ bố. có. Tức là bốn loại quần áo, đúng không? Còn màu thì có mấy loại? Dạ ba. Ba. Thì bây giờ chúng ta ghép, chúng ta dùng ma trận chúng ta ghép nha. Chúng ta ghép
một cái là màu là có ba loại này đúng không? Nghe đúng. Còn 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 cái article là cái thể loại đấy, thể loại áo đấy, thể loại mặt hàng ấy, nó bốn loại. Thì chúng ta ghép lại như vậy, chúng ta dùng cái này là chúng ta ghép lại thành cái gì đây? Chúng ta đọc nó là gì? Blue sock. Rồi gì nữa? Theo hàng ngang đi, orange sock được không? Được không? Dạ yeah, Chúng ta được. để blue sock, orange, orange này, orange sock và purple sock. Rồi kế đến là gì? Hàng dưới là gì? Blue hat, orange hat, purple hat. Và cứ tiếp tục như vậy thì cái ma trận này cho chúng ta biết là cái không gian mẫu của chúng ta có bao nhiêu loại đây, có nhiều này là bốn này, cái này là ba này, vậy thì chúng ta có được bao nhiêu loại đây? Như Bảo Nguyên hỏi xong thế trả lời đếm bao Dạ. nhiêu? Dạ 12. 12, chúng ta thấy có 12 loại. Vậy thì chúng ta dùng cái sơ đồ A, chúng ta ghép được 3 màu và 4 loại kia thì chúng ta ra được cái sơ đồ A. Bây giờ sơ đồ B, chúng ta cũng có sắp xếp 3 màu purple, blue, orange. Và cái sơ và cái cột đứng thì là shirt, pants, short và hat. Thì như vậy chúng ta cũng ra được 12 cái. Vậy sơ đồ B có được không? Dạ được. Được. Vậy thì người ta hỏi là nếu chọn ngẫu nhiên thì cái sơ đồ nào có thể giúp cho chúng ta tìm được các outcome. Khi nói tới outcome thì nó nói đến tất cả những khả năng có thể ở trong cái sample space là không gian mẫu đấy. Vậy thì bạn thấy là cả hai sơ đồ A, B đều hợp lý. Rồi. Chúng ta có nhiều cách ghép để ra được cái sample space nha các bạn. Dùng sơ đồ cây hoặc là ma trận đều được hết. Thầy mời bạn Khải. Bạn Khải. Dạ thầy. Rồi, bạn Khải xem coi là cái bảng này chỉ ra cái outcome. Ở đây người ta nói tới là mấy đồng xu đây? Là Hai mấy đồng đồng xu? xu. Ba đồng xu. Ba đồng xu. Vậy là chúng ta thấy là đồng xu thứ nhất, đồng xu thứ hai và đồng xu thứ ba. Và mỗi một đồng xu nó có khả năng là gì? Hét hoặc theo đúng không? Dạ. Hết đặt theo thì chúng ta thấy là cái bảng A hay là bảng B cho chúng ta tìm được các outcome nhỉ? A hay B? Bảng A bảng B? Bây giờ chúng ta có thể ký hiệu số 1 là đồng xu số 1, số 2 đồng xu số 3, một đồng xu thì có thể chúng ta lật lên là gì? Hét hoặc là theo. Cái này là hét hoặc theo. Cái này là hét hoặc theo. Vậy thì khi chúng ta kẻ bảng ra thì chúng ta có thể kết hợp là gì? 1, 2, 3. Hét, theo. Thì chúng ta ghép lại thì chúng ta ra được bao nhiêu khả năng đây? Bao Hai nhiêu? khả năng. Chúng ta có thể ghi là 1H, 2H, 3H. Hoặc là gì? 1T, 2T, 3T. Vậy thì chúng ta thấy ba đồng xu, mỗi đồng xu hai mặt thì chúng ta ra được bao nhiêu cái outcome đây? Bao nhiêu? Sáu. 6 cái outcome thôi. Chúng ta để sơ đồ cây, chúng ta ghép lại này. Chúng ta cũng sẽ thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cũng chỉ 6 thôi. Mà trong đó cái bảng ở đây nó sẽ ra là bao nhiêu cái đây? Nó có bị trùng lắp không? Vậy thì chúng ta thấy bảng A với bảng B nó có đúng không? Đúng. Đúng đâu? Đúng đâu? Nó có bị trùng lắp không? Thử xem coi. Này, chúng ta xem có bị trùng lắp không? Dạ không. Sao sao không trùng được? Bây giờ mặt số 1 á, bây giờ nếu mà chúng ta ghép vào đó, bây giờ nhé, bây giờ thầy 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 đặt cái khay ở đây thì cái đồng xu đầu tiên ấy thầy có thể đặt nó là gì? Nó là mặt hét đây, hét
Đây là hét, đúng không? Dạ. Đồng xu số 1, số 2 và số 3. Thầy có thể ghi là hát, hát, hát. Hoặc là gì? Hát, hát gì? Hát, Ừ. hát chéo. Rồi sao nữa? Chúng ta có Tề. thể, chúng ta thấy là cái cặp đầu tiên là chúng ta giữ là hát, hát này, thì cái này là chúng ta đổi là hát theo này. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta đưa cái trường hợp thứ hai là hát gì, theo hát được không? Nghe được. Rồi tiếp tục là gì nữa? Tề. Hát T, âm. T, hát, hát. Vậy thì ở đây là chúng ta thấy là đếm ở đây là chúng ta thấy là cái đầu tiên là ba cái hát, rồi kế đến là nó chỉ có một cái theo thôi, chỉ một cái theo thôi, và chúng ta làm tương tự như vậy là chúng ta mới đổi sang là có trường hợp là làm mấy cái theo đây, Bốn hai cái. cái theo, hát theo theo, rồi À. sao nữa, Hát theo tên. t h t, hoặc Dạ. là gì, hoặc là gì, Tên. t t t h được không? Dạ. Rồi và là chúng ta thấy là có bao nhiêu cái rồi, một trường hợp, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, còn gì nữa không, còn nào nữa Dạ không? con Còn vậy là bây giờ không chỉ là hai cái theo mà bây giờ chúng ta ba cái theo là gì, theo theo theo, đủ chưa? Vậy là tổng cộng mấy, bán. tám đó, tám. Vậy thì chúng ta thấy là nếu cái ô ở đây ấy, chúng ta chia làm ba ô, chúng ta thể hiện đây là đồng số 1, số 2, số 3, thì cái mặt này là nó có thể hát hoặc theo là có hai sự lựa chọn. Ở đây chúng ta có hai sự lựa chọn, đây là hai sự lựa chọn. Vậy thì quy tắc nhân của chúng ta nhân lại thì chúng ta ra được bao nhiêu cái, là 8 cái đúng không? Yeah. 8 cái, 8 trường hợp. Vậy thì chúng ta xem coi là cái bảng A của chúng ta là mấy đây, đếm Tám xem. bốn. À, 2, 4, 6, 8, đúng không? 8. Nếu mà chúng ta nhìn vào từng cái đấy, nó sẽ lặp lại là 4H4T. Tương tự ở đây chúng ta cũng thấy là 2T4T này. Đây là 4H này. Và tương tự chúng ta đếm ở đây là 4T4H. Thì chúng ta thấy là ở đây là có tới 8 cái outcome. Vậy là chúng ta thấy là cái A là nó hợp lý. Còn cái B thì sao? Được không? Tám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cũng vậy luôn. Vậy thì chúng ta sắp xếp lại thì chúng ta thấy là nó cũng tương tự vậy. Ủa vậy bảng A và bảng B nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau sao? Khác nhau sao? Hỏi bạn Khải, A, B nó khác nhau gì không? không Vậy thì cuối cùng chúng ta lấy bảng A hay là bảng B? Hay là lấy cả hai? lấy cả hai. Lấy cả hai. Lấy cả hai. Ở đây thầy thấy có cái trường hợp là hát, hát, hát này. Ở trên này nó có không? Dạ. Ở trên này có vẻ thầy thấy thiếu đấy. Dạ. Thiếu trường hợp hát, hát, hát. Tại vì đồng xu thứ nhất có thể là mặt hát, đồng thứ hai là mặt hát, đồng thứ ba là mặt hát thì nó mới đúng. Còn ở trên này thầy thấy đâu có giống đâu. Cái này nó bị trùng lắp này, hai hai cái này outcome nó có giống nhau không? Đó, nó bị trùng nhau rồi. Đã nói tới outcome tức nghĩa là chúng ta ghép cặp nó không được giống nhau. Mà bây giờ chúng ta nhìn cái bảng A chúng ta thấy hai cái outcome này giống nhau y chang thì đâu có được đâu. Vậy cuối cùng cái bảng A có được không? Dạ không. Không, chúng ta bỏ cái bảng A đi. Chúng ta chỉ lấy bảng B thôi. Bởi vì các outcome nó khác nhau này. Chúng ta thấy là nó phải khác nhau hết đấy. Rồi, chúng ta chọn cái bảng B nhé. Thầy mời bạn bạn Bửu Khánh đâu? Bửu Khánh. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta quyết định là làm mấy bước đây? Dạ, ba bước. Ba bước.
và chọn ngẫu nhiên là trái hay phải cho mỗi một lần. Đúng không? Thế bây giờ người ta hỏi sơ đồ nào dùng để tìm xác suất của tất cả những khả năng kết hợp giữa gì? Ba Hai trái và một ba phải. trái một phải. Rồi bây giờ chúng ta xem sơ đồ nào đây. B Sơ đồ nào? Nếu mà B chúng ta nói là bước thứ nhất, chúng ta bước đi. Đúng không? Chúng ta có thể bước thứ nhất có thể là gì? trái một Trái. phải. Trái của phải. Rồi, sau bước thứ nhất, bây giờ chúng ta đi bước thứ hai, chúng ta lại có gì? Trái Trái một phải. hoặc phải. Bước số 3 lại có Trái một là phải. trái hoặc phải. Vậy thì chúng ta thấy sơ đồ nào đúng? Dạ B. B đúng. Còn giờ tự nhiên sơ đồ này nó sẽ chạy là ba trái. Đúng không? Ba Dạ trái, chị tức nghĩa đúng là chúng ta hiểu ra là chúng ta đi ba bước. Bước thứ nhất là trái, bước thứ hai là trái, cũng là trái luôn. rồi. 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 Cái outcome thứ hai là gì? Có thể Trái hai trái bước đầu phải. là trái, còn bước cuối là Phải. phải, là right đấy, đúng không? Đúng không? Chúng ta dùng cái ký hiệu đó. Vậy thì chúng ta có thể ghi biểu diễn dưới dạng sơ đồ A được không? Được. Chúng ta thấy ở đây là chúng ta ra được bao nhiêu outcome nhỉ? Nếu mà chúng ta nhìn trên sự lựa chọn đấy Tám. là ba bước, bước số 1, bước số 2, bước số 3. Thì bước số 1 chúng ta có thể trái hoặc phải là có hai sự lựa chọn. Đây hai sự lựa chọn ở bước số 2. Bước số 3 cũng hai sự lựa chọn. Vậy thì chúng ta thấy được là chúng ta ghép ra được là có bao nhiêu sự lựa chọn, tức là bao nhiêu outcome đây? 8. 8. Thì ở đây chúng ta đếm 2, 4, 6, 8 thì là đúng này. Còn đây là có bao nhiêu cái? 4. Có 4 thôi. Vậy thì sơ đồ A có đúng không? Dạ không. Đó. Vậy thì chúng ta chọn nào? B. Chọn B nhé. Chúng ta nhớ là chúng ta đang học cái sample space đấy. Là chúng ta tạo ra một cái không gian mẫu. Cái không gian mẫu ở đây là gì? Ví dụ như thầy nói là muốn đi từ điểm A cho tới điểm B. Đúng không? Cho tới điểm B. Mà bắt buộc phải đi qua một cái điểm C chỗ này. Thì chúng ta thấy là thầy đi từ A tới C đấy. Thì chúng ta có thể đi lựa một trong hai con đường này. Còn từ C đến B, chúng ta có thể lựa chọn tới ba con đường. Vậy thì cái giai đoạn 1 của thầy đấy, thầy có thể xem cái này là con đường số 1, số 2, đúng không? Còn đây là con đường thầy ghi là A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ. Vậy thì thầy muốn hoàn tất đi từ A tới B. Vậy thì thầy phải chia thành mấy giai đoạn nhỉ? Hóa biểu ngắn chia làm mấy mấy giai đoạn? Dạ, chia làm ba. Hai giai đoạn chứ. Đi từ Đúng A rồi tới C. Rồi, đúng chúng rồi ta phải đi tiếp từ C tới B thì chúng ta mới hoàn thành được cái sự lựa chọn của mình. Vậy thì chúng ta thấy là qua hai giai đoạn. Đấy, thầy tắt làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thầy có mấy sự lựa chọn đây? Mấy? Giai đoạn dạ 1 từ A tới C. Có mấy sự lựa chọn? hai Chúng ta đi theo đường 1 hoặc đường 2, tức là hai sự lựa chọn. Còn đi giai đoạn 2 là từ C tới B là có mấy sự lựa chọn đây? dạ ba Ba sự lựa chọn. Vậy thì chúng ta áp dụng quy tắc nhân thì chúng ta ghép ra được bao nhiêu outcome? dạ sáu 6 cái outcome. Vậy thì 6 cái outcome này sẽ tương ứng cái gì các bạn xem nhé. Giai đoạn 1 thầy chọn là 1, đúng không? Thì thầy có thể ghép giai đoạn 2 là C hoặc là 1 B hoặc là 1 A. Vậy là thầy có tới 3 sự lựa chọn nếu thầy đi qua cái 1. Cái thứ hai là thầy có thể ghép 2 với C, 2 với B và 2 với A. Vậy thì tổng cộng thầy có bao nhiêu sự lựa chọn đây? Đếm cho em. Mấy? sao 6 đấy. Thì có phải nó ứng với quy tắc nhân là giai đoạn 1 thầy có thể chọn 1 hoặc 2, tức là 2 sự lựa chọn ở đây. Và giai đoạn 2 thầy phải chọn là có 3 sự lựa chọn. Vậy ghép lại thầy có được 6 outcome. Thì khi thầy dùng sơ đồ cây hoặc thầy ghép lại như vậy thì thầy liệt kê nó ra là có tới 6 sự lựa chọn. Vậy thì cái quy tắc nhân này là nó là một cái cách để thầy đếm đấy. Thầy đếm thì nó sẽ ra được là 6 sự lựa chọn ở đây. Vậy thì chúng ta thấy là cái sample space chúng ta có thể ghép lại để chúng ta tìm ra được cái số lượng outcome của cái không gian mẫu của mình. Và cái này các bạn cơ bản các bạn về nhà luyện tập cho thầy.
Thì dựa trên cái sample space đó chúng ta bắt đầu mới mới đi tìm cái xác suất của nó nhé, xác suất. Thầy mời bạn Ngọc Nhi đâu? Ngọc Nhi. Dạ. Ồ, cái bình đang hư luôn rồi. Bình tán. Rồi, Ngọc Nhi cho thầy biết này. Ở đây là người ta thả mấy đồng xu đây? Dạ, quả nào phải đồng xu À, thầy xin lỗi, hột xí ngầu. đâu. Thả mấy hột xí ngầu? Hai. 2 hột xí ngầu. Người ta yêu cầu chúng ta tính xác suất của cái gì? Dạ là probability. Là Dạ. xác suất. Xác suất của là sắp xác sẽ ra hai số bằng nhau. Không phải 2 số bằng nhau, 2 số giống nhau nhá. Thì chúng ta thấy là hột xí ngầu số 1 đi thì nó có từ 1, 2 cho đến 6. Và hột xí ngầu thứ hai cũng là từ 1 cho đến 6. Vậy thì nếu mà chúng ta ghép lại đó thì không gian mẫu của chúng ta là bao gồm là những cái nào đâu? Là gì? Một gì? Một Một hai một. một 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 một. Một hai. Tức là hột xí ngầu thứ hai là số 2 đấy. Hột xí ngầu số 1 là số 1. Rồi. Tiếp tục ghép là một mấy nữa? một ba một 1, 3, chấm chấm cho đến 1 gì? Một sáu 6. Rồi tiếp tục là 2 gì? hai 2, một 1. 2, 2. Tiếp tục đến 2 mấy? 2, sáu 6. Rồi. Và cuối cùng chúng ta thấy là 6 gì? 6, 1. sáu 6, 2. Và cho đến 6, 6. Vậy thì nếu mà chúng ta nhìn ở đây nó là cái đường chéo đây này. Thì nó sẽ thể hiện là cái mặt nó giống nhau. Vậy thì chúng ta đếm coi là có bao nhiêu trường hợp là sẽ giống nhau, hai mặt giống nhau nhỉ? Mấy? sáu 6. Vậy thì người ta yêu cầu tính xác suất mà bốc được là 2 số giống nhau. Thì chúng ta thấy xác suất của sự kiện X có 2 số giống nhau thì 2 số giống nhau là có bao nhiêu trường hợp đây? Mấy? Mới đếm ba xong. mươi chia sáu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 là mấy? Có mấy? Có mấy? Vừa mới đếm xong. Ở đây tổng số phần tử là bao nhiêu phần tử trong không gian mẫu đây? dạ 30 Sao 30 được? hai bốn 6, bề này có 6 là bao nhiêu phần tử? 36. 36, tổng số phần tử là 36 nhé. Mà riêng các trường hợp mà số giống nhau thì là mấy trường hợp đây? Thể là 6. 6, vậy thì xác suất của nó là mấy? 6 trên 36. Vậy là chúng ta ghi 1 phần 6 hoặc là ghi 6 trên 36 đều được nhé. Vậy là xác suất để bốc được được cái trường hợp mà số giống nhau là 6 trên 36. Mời bạn Quang Minh. Quang Minh đâu? Quang Minh. Khi mà chúng ta ghép 2 cái hột xí ngầu lại thì nó gọi là sự kiện kép, là bởi vì nó ghép bởi 2 hột xí ngầu. Hột xí ngầu thứ nhất là có 6 mặt, là 6 sự lựa chọn. Hột xí ngầu thứ hai là có 6 sự lựa chọn. Vậy thì tổng cộng ra chúng ta ghép lại, chúng ta combine nó lại thì chúng ta tới có 36 sự lựa chọn tổng cộng lại. Vậy thì chúng ta tính cái xác suất của cái mặt giống nhau nó là 6 trên 36. Thì bây giờ sang cái bài này, Quang Minh lên tiếng. Quang Minh. Biết bỏ đi đâu. Mời bạn Đình Nguyên. Có. Ở đây người ta cho chúng ta là nếu bạn lật mấy mấy đồng xu đây? Ba. 3 đồng xu thì người ta hỏi xác suất mà bạn được mặt gì? Được mặt đầu. Mặt hết ở cái đồng xu thứ mấy? Thứ nhất. À, đồng xu thứ nhất, chúng ta nhớ là chúng ta có tới 3 đồng xu. Ý cái sự kiện X mà chúng ta bốc được là cái đồng xu đầu tiên là mặt hết. Đồng xu thứ hai là mặt gì? Theo Theo. Rồi. Mặt rồi còn lại là gì? hết Là hết. Đó. Tức nghĩa là chúng ta bốc được sự kiện mà
chúng ta thả khi chúng ta thả ba đồng xu xuống á, là đồng xu chúng ta đánh dấu số 1 đấy là head, đồng xu thứ hai phải là tell, đồng xu thứ ba là head. Bây giờ chúng ta cần tính xác suất của sự kiện ớt này, thì chúng ta xem coi là bây giờ chúng ta muốn tính được nó thì chúng ta dựa trên cái tổng số sự kiện. Thì cái không gian mẫu của ba đồng xu này thì nó là tổng số phân tử, nó là bao bao nhiêu nhỉ? Là Là mấy? tám tám À, là 8. Đúng rồi. Chúng ta có thể vẽ ra cái quy tắc nhân đấy là ba đồng xu. Đồng xu số 1, số 2, số 3. Thì đồng xu số 1 head hoặc tail là có hai sự lựa chọn. nhiều Đồng xu này thứ thứ hai hai cũng đi. hai sự lựa chọn. Vậy thì bạn tính ra được là có cái outcome là tới 8 sự lựa chọn, đúng không? Chúng ta có thể liệt kê ra head 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 tail, head tail head gì đó. Thì chúng ta thấy tổng số là 8 phần tử. Vậy thì head tail head thì là có bao nhiêu phần tử? Một 1 thôi. Vậy thì chúng ta tính xác suất ra là mấy đây? phần À, chúng ta thấy là xác suất bốc được cái sự kiện ít này là 1 phần 8. Mời bạn Minh Khôi nào. tám. Bắt đầu nó hơi khó nhé. Sự kiện kép là chúng ta phải tính cái sample space ra đấy. Rồi, Minh Khôi cho thầy biết là bạn Marvin sống ở thành phố này và làm việc ở một cái thành phố khác. Và cho biết vào mỗi buổi sáng bạn này có mấy sự lựa chọn về phương tiện đây? Máy. Ba. Ba. Ba sự lựa chọn. Người ta liệt kê là teleport, ride a dragon hoặc là walk là tới ba sự lựa chọn để đi làm. Và buổi chiều bạn đấy đi về thì có mấy sự lựa chọn? Mấy? Ba đúng không? Ba luôn. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta có thể ký hiệu ra là bạn đi từ điểm A cho tới điểm B. Thì đi cái chiều đi đấy thì bạn có ba phương tiện. Ví dụ ba phương tiện đấy là bạn có thể ký hiệu nó là phương tiện số 1, số 2 hoặc số 3. Rồi khi quay về bạn cũng có ba loại phương tiện 1, 2, 3. Thì người ta yêu cầu chúng ta tính xác suất của cái gì đây? Nếu Marvin chọn ngẫu nhiên phương pháp di chuyển vào buổi sáng và buổi chiều thì xác suất của cái gì? Probability. Xác suất mà anh ta sẽ là teleport tối thiểu một lần trong một ngày. Nghĩa là sao? Nếu mà thầy ký hiệu 1, 2, 3 đấy, thì chúng ta tạo ra cái không gian mẫu của chúng ta là cái gì? Đó thầy nghe. Sample space. Space. Liệt kê cho thầy cái không gian mẫu của chúng ta là cái gì ở đây? Liệt kê đi. Chiều đi chúng ta có thể chọn nó là gì? Chúng ta chọn chiều đi trước đi. Là một được không? Một Một. Chiều về chúng ta sẽ chọn là gì? Chiều về một là một luôn. Vậy là một một. Hoặc là gì? Một gì? Một hai. Tiếp tục. Một mấy? Khôi. Một mấy? Đọc nhanh lên. một Một mấy nữa? Chiều về chúng ta có thể đi phương tiện số 3 là 1, 3 được không? một ba Đúng không? Rồi. Rồi bây giờ nếu mà chiều đi không phải là 1 mà là 2 thì sao? Vậy là chúng ta chiều về nó là gì? 2 gì? 21. Hoặc là 2 gì? 22 22. Hoặc là 2 gì? 23 23. Rồi tiếp. Chiều đi có thể là 3, chiều về có thể là 1, là 31. Ba mấy nữa? Ba mấy? 32. Đi về chúng ta chọn 2 này. Rồi tiếp tục 33. Vậy thì không gian mẫu của chúng ta là có bao nhiêu sự lựa chọn đây?
Hả Khôi? Chín hả? 9, đúng rồi. Chúng ta nhớ là chúng ta ghép lại để hoàn tất cái chiều đi và chiều về đấy. Thì chúng ta ghép lại. Chiều đi, cái này là đi. Cái này là về. Vậy là chiều đi chúng ta có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Chiều về chúng ta có 3 sự lựa chọn. Vậy chúng ta ghép lại, chúng ta cầm bài lại. Thì chúng ta có tổng cộng tới 9 sự lựa chọn trong không gian mẫu này. Mà bây giờ yêu cầu là tối thiểu là có cái gì? Đề bài nó nói là tối thiểu có một gì? Có một gì? At least one. Có một cái telespot. Telespot ở đây chính là số mấy đấy? Số mấy? Số 1 đúng không? Đấy. Vậy thì ý của nó là gì? Là cái sự kiện ít của chúng ta, sự kiện ít của chúng ta. Người ta yêu cầu tính xác suất của sự kiện ít có tối thiểu là một cái telespot. Vậy thì cái sự kiện ít này có thể là có một số 1 thôi, đúng không? Có một số 1 thôi. Thì những cái khác có thể là một mấy? Một hai? Một mấy? Một một, một hai, một ba. Vậy thì cái này có phải là tối thiểu có một sự kiện telespot không? Nó kêu có tối thiểu, vậy thì có hai được không? Được không? Được. Được. Vậy thì cuối cùng xác suất của chúng ta là nhiêu? Xác suất của sự kiện ít đã bằng nhiêu? Số phần tử của ít là mấy đây? Đếm có mấy đây? Một, 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 hai, một, một. hai, một, ba đều được hết. Vậy là có ba phần tử. Trên tổng số là mấy? Trên tổng số không gian mẫu là mấy đây? 9. 9. Vậy thì xác suất của chúng ta là mấy? 3/9. Rồi, 3 trên 9 nhé. Rồi, thầy xóa đi. Chúng ta có là 3 trên 9. 3 trên 9. Vậy thì chúng ta thấy là nó có thỏa mãn được là cái xác suất là có tối thiểu một 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 sự kiện, một một cái telespot trong ngày không? Một bạn cho thấy ý kiến xem. Mời bạn Ngọc Mẫn. Ngọc Mẫn. Người ta kêu là chúng ta nhìn lại nha, chúng ta nhìn lại. Đây đề bài nó yêu cầu gì đây? Nếu ba viên chọn ngẫu nhiên một cái sự di chuyển vào buổi sáng và buổi chiều, thì người ta hỏi chúng ta xác suất mà anh ta dùng cái telespot, tức nghĩa là một trong ba phương tiện, đúng không? Chúng ta thấy là phương tiện có thể telespot hoặc là ride ra gần hoặc là walk. Vậy thì chúng ta có thể ký hiệu cái telespot này là số 1, ra gần là số 2, walk là số 3. Vậy thì chúng ta thấy chiều đi chúng ta có thể chọn là một. Chiều về nó có thể tương tự như vậy. Nó có 3 sự lựa chọn cũng tương tự như vậy. Vậy là 1, 1, 1, 2, 1, 3. Cái số đằng sau chúng ta gọi là chiều về. Số đằng trước nó gọi là chiều đi. Vậy thì chiều đi có thể là 1. Chúng ta ghép với chiều về là 1. Vậy là 1, 1. Hoặc là chiều đi là 1. Chiều về là 2. Ghép là 1, 2, 1, 3. Và tương tự như vậy là 21, 22, 23. Rồi chiều tiếp tục là 31, 32, 33. Vậy thì chúng ta có thấy có tổng cộng là 9 sự lựa chọn đấy. Là cái không gian mẫu của chúng ta là cái sample space là cái này. Tuy nhiên nó đề bài nó chỉ nói chúng ta là làm sao để chúng ta lựa chọn được là cái telespot là tối thiểu là một lần trong ngày. Vậy thì trong ngày là chúng ta có tối thiểu một cái. Vậy thì chúng ta đếm coi là có bao nhiêu trường hợp ở đây. Năm ạ. Năm, chúng ta đếm nha. Chúng ta thấy không? Nó kêu là có tối thiểu một, vậy thì có hai số một vẫn được. Cái này là 1, 2 này, 1, 3.
là nó đã có tối thiểu có một cái tức là spot là số 1 rồi. Đúng không? Hoặc là chiều về chúng ta có một cái teleport cũng được. Chiều về này chúng ta cũng có teleport. Vậy thì bạn nói là chúng ta đếm kỹ hơn thì chúng ta thấy có 5 trên tổng cộng là 9 nhé. Chứ không phải là chỉ còn có ba cái kia đâu. Chúng ta phải đếm thêm cái chiều về có một cũng thỏa mãn nhé. Vậy là 5 trên 9. Mời bạn Bảo Nguyên nào. Bảo Nguyên. Rồi ở đây chúng ta có một cái bữa ăn trưa tại nhà hàng là bao gồm có mấy loại pasta đây? Năm 5 loại pasta. Và vị thì có bao nhiêu? giờ bốn 4 vị. Vậy thì chúng ta thấy cái outcome của chúng ta là có bao nhiêu cái outcome nhỉ? Nếu mà thầy ký hiệu cái 5 loại này là bắt đầu từ loại số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5 đây. Còn cái flavor là vị đấy. Thì thầy ký hiệu nó là vị A, vị B, vị C và vị D. Vậy thì một cái món ăn của chúng ta là bao gồm cái gì? Bao gồm loại và vị. Đúng không? Thầy ghép lại này. Loại là khai. Vị là flavor. Vậy thì loại là chúng ta có bao nhiêu sự lựa chọn ở đây? giờ năm 5 sự lựa chọn. Còn vị là mấy? Vị là mấy? giờ bốn 4. Vậy chúng ta ghép lại là có bao nhiêu outcome? giờ 20 20. Nếu chúng ta liệt kê ra thì chúng ta liệt kê như thế nào? Một gì? Một A. Một B. Tiếp. Gì nữa? Một C. Một D được không? Rồi tiếp tục là hai gì? Hai gì? Hai A. Đọc đi, Nguyễn. Hai là hai B. b hai c hai Hai d C. Và hai D. Và tiếp tục như vậy cho tới cái loại thứ năm, đúng không? Chúng ta ghép với vị là 5A, 5B, 5C và 5D. Cái này là thầy đang vẽ cái ma trận ra đấy, đúng không? Ma trận, hàng thì là 5 hàng, cột thì có 4 cột. Khi thầy ghép lại thì có phải cái ma trận này thể hiện cho chúng ta thấy là có 20 cái outcome. Rồi, bây giờ chúng ta cần phải tính xác suất của cái gì? Của cái gì? Vậy đây, nếu chúng ta chọn ngẫu nhiên loại pasta với flavor thì người ta yêu cầu tính xác suất mà chúng ta chọn được cái gì đấy? Bow tie. Bow tie là cái loại này này. Rồi cheese sauces. Cheese đâu? Cheese. Đây, cheese. Cheese. Có sao đâu thấy cheese đâu nhỉ? À đây, cheese sauces. Hoặc là cả hai. Thì chúng ta tính sao đây? Tính sao? Chúng ta thử xem cái sự kiện ít của chúng ta là nó đòi hỏi những phần từ nào. Chúng ta phải biết được yêu cầu tính xác suất của sự kiện ít, mà sự kiện ít người ta mô tả là bao gồm cái gì đây? Bảo Nguyên, xem coi. Bow tie là nó thuộc thuộc cái nào? Dạ là thuộc cái kind. Thuộc cái kai. Và cái cheese sauces là thuộc cái nào? Là cái vị đúng không? Vậy thì cái bow tie hồi nãy chúng ta đánh dấu nó là đứng thứ mấy? Thứ hai đúng không? Và cái vị của nó chính là gì? Là B. Đúng không? Đúng không? Ý nó nói là sẽ có hoặc là có số 2 hoặc là có B hoặc là cả hai. Vậy thì chúng ta liệt kê ra thì chúng ta còn còn cái nào nữa không? Sự kiện ít này còn phần tử nào nữa không? 2A được không? Dạ được. Được. 2A được. 2C được không? Dạ được. 2D được không? Được không? Dạ. Được luôn.
miễn là có một trong hai hoặc có cả hai là được. Chúng ta thấy là nó có số 2 hoặc là có B là được. Còn cái trường hợp đầu tiên là chúng ta có được là cả hai thì quá tốt rồi, là bao đấy. Còn không là một trong hai thôi, là 2A, 2C hoặc 2D. Hoặc là chúng ta chỉ có B thôi, có B thôi. Thì chúng ta sẽ có là một gì? Một B. Một, 2B. Nhiêu nữa? 3B, 4B, 5B. 3B, 4B, 5B. Vậy thì cái sự kiện ít này cho chúng ta, cho phép chúng ta có tới bao nhiêu phần tử nha? Đây này. Cái mô tả của sự kiện ít chúng ta cần tính đấy, thì tính ra là nó tới bao nhiêu phần tử ở đây? Đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy thì chúng ta tính xác suất của sự kiện ít đó là số phần tử của ít là mấy? Là mấy? Nhà hai. Đâu có đâu. Đếm Ủa? gọi tới mấy cái? À, chín. 9 trên tổng số là bao nhiêu đây? Trên tổng số outcome là mấy? Nhà 20. À, là 20. Vậy thì chúng ta tính xác suất nó là bao nhiêu đây? Đáp đấy, bao nhiêu? Nhà 9 bằng 20. À, 9 phần 20. Chúng ta đếm coi là nó có bị thiếu cái trường hợp nào không? Chúng ta cẩn thận coi chừng chúng ta bị đếm thiếu đó. Nhiều khi chúng ta đếm thiếu một cái là nó bị thiếu. Một bạn nào có thể phát hiện ra chúng ta đếm thiếu trường hợp nào không? Rồi, một bạn khác cho ý kiến thêm. Vô. Bổ sung thêm coi chúng ta còn bị thiếu trường hợp nào không? Giờ được chứ. Đấy nhá, chúng ta xem coi là cái bow tie chúng ta đang xem nó là cái số 2. Đúng không? Rồi cái cheese sausage nó là cái B. Rồi. Vậy thì người ta nói là xác suất mà end up là cái bow tie cheese sausage hoặc là cả hai. Thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ cần có cái số 2 là đủ rồi. Vậy thì có thể là gì? 2A, 2B, 2C hoặc 2D. Vậy là chúng ta có 4 cái. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần có B thôi. Vậy là 1B. À, 2B chúng ta bị trùng rồi này. 2B bị trùng. Chúng ta đếm ở trên rồi, không tính. À, 3B, 4B, 5B. Vậy là có bao nhiêu phần tử? Bao nhiêu phần tử? Chúng ta bỏ bớt một cái này, nó bị trùng lắp rồi này. Vậy là còn bao nhiêu? Bao nhiêu? Bạn Jojo? Đếm đi. Từ nãy giờ chúng ta đếm có mấy đây? Có 8 nha. Vậy thì chúng ta liệt kê ra chúng ta có 8. Vậy là chúng ta đếm dư một trường hợp là nó bị trùng lắp rồi. Nó chỉ có 8 trên 20 thôi. Rồi, tạm thời các bạn ra chơi 5 phút, sau đó chúng ta luyện tập cái này kỹ thêm một lần nữa, bởi vì cái xác suất kép này chúng ta sẽ gặp rất nhiều và chúng ta dễ bị sai chỗ này này nhé. Rồi, các bạn ra chơi đi.
Rồi bạn nào vô lớp giơ tay ra thì xem. Chúng ta sẽ thấy là cái phần mà tính xác suất của cái sự kiện kép và cái phép đếm cái cao trình đấy nó rất là cần để cho các bạn. Nên các bạn lưu ý cho thầy. Thầy sẽ luyện tập cái này thêm một lần nữa để các bạn có thể hình dung ra được cái việc tính xác suất của một sự kiện. Mà cái sự kiện này nó không phải là thả một hột xí ngầu mà nó thả nhiều hột xí ngầu hoặc nhiều hột đồng xu, thì chúng ta cần phải ghép nó lại để chúng ta tính ra được cái số outcome và chúng ta tính ra được có bao nhiêu phần tử mà nó thỏa mãn cái sự kiện ít mà đề bài yêu cầu chúng ta cần phải tính. Nên cái này nó khó, do đó chúng ta phải luyện tập kỹ chúng ta mới trả lời được. Rồi thầy mời bạn bạn kế tiếp, mời bạn Lam Anh nào. Lam Anh. Dạ. Rồi từ nãy giờ thầy quên không có dừng. Rồi ở đây người ta cho chúng ta thả mấy hột xí ngầu đây? Hai hệ số nào? Hai hột xí ngầu. Thì chúng ta biết hai hột xí ngầu là hai sự kiện, bởi vì cái hột xí ngầu thứ nhất chúng ta thả và cái hột xí ngầu thứ hai chúng ta thả, thì mỗi một hột đấy là nó sẽ cho các mặt khác nhau. Nên chúng ta thấy là khi chúng ta thả một lúc hai hột xí ngầu là sự kiện kép rồi. Kép ở đây là tới hai cái trở lên. Vậy thì chúng ta thấy là hột xí ngầu thứ nhất nó có thể từ mặt số 1, số 2 và đến số số 6. Và tương tự cũng vậy, hột thứ hai là từ 1, 2 cho đến 6. Vậy thì khi chúng ta thả một lúc, vậy thì nó ra sự kiện kép, chúng ta có thể ghép được. Nó có thể là bao nhiêu? Một gì? Đọc cho Một thầy. Một một một. một một Một. hai Một hai. một ba một bốn Một ba chấm chấm cho đến một một sáu. sáu Và chúng ta tính đến cái hàng là sáu gì? Sáu số một một. số hai số Sáu ba hai. Và cho đến sáu sáu. Vậy thì chúng ta thấy là có bao nhiêu cái outcome đây? Cái ma trận này có bao nhiêu outcome đây? Bao nhiêu? 36. 36, tổng số là tới 36. Mà đề bài yêu cầu chúng ta tính xác suất của cái gì? Cái cộng ra là số 5 hoặc là Sự kiện ít ít. hơn. Sự kiện ít này nó mô tả là sum của nó là bao nhiêu? Bé hơn hoặc bằng? Bé bằng Bé hơn mấy? 1/5. Bé bằng 5. Bé bằng 5. Vậy thì chúng ta xem coi là tổng của hai mặt của hai hột xí ngầu đã bé bằng 5, thì chúng ta liệt kê ra sự kiện ít này bao gồm những cái nào đâu? Một mấy? Một 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 một. một Một hai mấy? Một một hai. ba Một ba. một bốn Một bốn. Một. Một mấy nữa? Một năm được không? không. Không, bởi vì một năm chúng ta cộng lại là nó lớn hơn năm rồi là không được. Rồi, chỉ một bốn thôi. Tiếp tục. Hai mấy nữa? Hai một Hai một. hai 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 mấy nữa? Hai mấy? À không, hai ba Hai ba, hai bốn được không? nữa. À không. Hai năm được không? À không. Không. Bây giờ tới lượt ba gì? À ba một. Ba một. Thế ba hai. Ba hai. Ba ba được không? À không. Không. Rồi, mặt số 4. 4 1 được không? À được. 4 2 được không? À không. Không. Vậy thì chúng ta xem coi sự kiện ít này chúng ta có bao nhiêu phần tử nhỉ? Bao nhiêu? Đếm đi. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vậy là có 10 phần tử. Vậy thì xác suất của sự kiện ít này sẽ là bao nhiêu? Bao nhiêu? 10/36. 10 trên 36. Vậy thế chúng ta trả lời cái xác suất của sự kiện ít. Nhớ nha, sự kiện ít đề bài cho là tổng nó bé nó bằng 5 mà. Bé bằng 5. Nên chúng ta phải liệt kê ra tất cả các phần tử ít mà chúng ta cộng lại hai mặt nó bé bằng 5 thì chúng ta vừa mới liệt kê ra. Thì nó sẽ ra là xác suất của nó là 10 trên 36. Chúng ta tính ra được 10 trên 36.
Thầy mời bạn, mời bạn Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Dạ. Rồi, bữa ăn ở đây là có 5 loại, thầy cũng đánh dấu từ 1 đến 5. Còn vị là có 4 vị, là từ A, B, C, D. Thì yêu cầu tính xác suất của sự kiện ít là gì đây? Dạ là mình sẽ có cái gì hơn, có gì khác hơn, Khác gì? khác hơn cái Tomato. tomato, cái mì ấy, Spaghetti. cà chua. Spaghetti này, khác cái này. Khác cái tomato. Tomato với spaghetti. Tức là khác hai cái này. Vậy thì cái sự kiện ít ở đây nó mô tả chúng ta là gì? Nó tức là khác đấy đúng không nào? Dạ. Khác cái gì? Khác Ok. tomato. Spaghetti. Spaghetti chúng ta đánh dấu nói, hồi nãy nó là một rồi. Còn cái tomato thì nó là A. Vậy thì nó kêu là khác gì? Khác một và khác A. Đúng không? Vậy thì chúng ta xem coi khác một, khác A. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta xem cái không gian mẫu của chúng ta là gì? Dạ là Một gì? Đọc không gian mẫu lên. một Một A, A, một một C. B, một C và một D. Và tiếp tục như vậy cho đến năm gì? Năm Năm A, A, năm năm B, B. năm C và năm D. Vậy thì đây chính là cái sample space của cái outcome của chúng ta. Là có bao nhiêu cái outcome đấy? Bao nhiêu? Dạ có 5 hàm 4 cột thì là tổng cộng là nhiêu? 20. 20. Mà bây giờ cái sự kiện ít người ta kêu là nó không phải một và không phải A, thì chúng ta liệt kê ra là nó là những cái nào? Không phải một thì nó sẽ phải là gì? Là hai, đúng không? Đúng không? Và cũng không được là A luôn. Vậy thì có được ghi là 2A không? Yeah. Không, vậy là chỉ là 2B. 2 gì? 2B, 2C. 2C. 2D. 3 gì? 3B. 3B. 3C. 3D. Không cần có 1 và A là được rồi. Tiếp tục còn nào nữa không? Có 4B. 4B. 4C. 4D. Rồi 5B. 5C. Và 5D. Vậy thì chúng ta thấy là nó một A. Vậy thì nó sẽ không chứa hai cái này. Bây giờ vậy là chúng ta bỏ nguyên cái cột cột A và cột 1 đi. Tức là nếu chúng ta bỏ đi á, thì chúng ta thấy là phải bỏ bỏ cái cột A đi này. Tức là cái này có chứa A này, bỏ một A đi này. Bỏ cả cái hàng một này đi luôn, không được chứa một. Đó. Vậy thì cuối cùng chúng ta có bao nhiêu phần tử nhỉ? Bao nhiêu biết không? Có 12. Có 12. Chúng ta đếm ra được là số phần tử của ít là sẽ có 12. Vậy thì xác suất của sự kiện ít là nhiều? Là mấy? 12. 12 trên mấy? 2 trên 20. Rồi, vậy là chúng ta tính xác suất nó ra được là 12 trên 20. Chúng ta nhớ là nói đến sự kiện kép là chúng ta phải ghép nó lại nhá. Ghép nó lại. Chúng ta xem coi chúng ta đếm có bị thiếu gì không? Kiểm tra lại xem. Nó kêu là nếu bạn chọn ngẫu nhiên này, kiểm tra lại. Chọn ngẫu nhiên là một cái thứ gì đó thì nó gọi là something other than, tức nghĩa là một thứ gì đó khác hơn tomato spaghetti. Tomato chúng ta xem nó là A rồi, spaghetti là một. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta đếm là nó không được chứa một và không được chứa A. Thì chúng ta đếm là ở đây là nó có 12 phần tử. Thì là đúng hay sai?
Dạ là Chúng ta phải hiểu kỹ cái câu cái sự kiện ít này này. Chúng ta thường dễ bị sai cái mô tả của nó đấy. Một bạn nào cho thầy thêm ý kiến xem. Mời bạn Ngọc Minh. Ngọc Minh. Ngọc Minh. Ở đây nó kêu là something other than. Thì chúng ta hiểu cái câu này nghĩa là gì? Một loại mì hoặc là vị khác với mì sốt cà chua. À, mì sốt cà chua. Mì sốt cà chua, vậy thì nếu mà chúng ta có chứa một trong hai thì được không? Hay hay là chỉ cần khác khác cái một A này thôi. Khác mỗi một à. Rồi khác mỗi một A thôi thì chúng ta sẽ liệt kê ra hết, chỉ trừ cái một A thì chúng ta có bao nhiêu phần tử? Có 15. Khác cái một A thôi mà. Tổng cộng là chúng ta có 20 phần tử trong cái không gian mẫu. Bây giờ chúng ta chỉ bỏ một cái một A thôi. Vậy chúng ta còn lại là bao nhiêu? 15 hay là 10, 19? 10, 19 ạ. 19. Rồi các bạn khác có ý kiến gì không? Rồi, ai ai đồng ý với bạn Ngọc Minh là ở đây chúng ta chỉ bỏ đúng cái một A này thôi, tức là khác cái này thôi, còn khác là khác cái một A thôi, còn còn một B một C chúng ta vẫn lấy, thì như vậy là nó sẽ có 19 phần tử. Thì ai đồng ý với ý kiến của bạn Ngọc Minh là có 19 phần tử khi chúng ta đếm? Ai đồng ý với Ngọc Minh giơ tay. Ý kiến của Ngọc Minh là có 19 đấy. Cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu cái câu nói của cái sự kiện ít này này. Tại vì nó bằng tiếng Anh thì chúng ta phải hiểu là một cái vị nào khác cái này chứ không phải là có một trong hai nha các bạn, hoặc là khác một trong hai. Thì ý bạn nói là chỉ khác cái một A thôi, tức là chúng ta tính ra là có 19 phần tử lận, nên chúng ta phải đếm kỹ chỗ này. Rồi. Rồi tương tự như vậy đi nhé các bạn. Về nhà các bạn luyện tập thêm, để bây giờ thầy phải sang cái phần phần kế tiếp thôi, không thôi là chúng ta không có kịp kết thúc cái này. Rồi chúng ta sang cái phương pháp đếm. Thì lúc nãy chúng ta đếm đếm các trường hợp thì chúng ta lúc nãy cũng có học đếm rồi. Thầy mời bạn Khải nào. Khải. Khải đâu? Không có Khải thì mời bạn Quang Minh. Quang Minh. Dạ thầy. Ở đây người ta cho biết bạn Sebastian này lựa chọn màu, mẫu, phông, hình cho cái việc thiết kế này. Thì nói về màu là có bao nhiêu màu để chúng ta lựa chọn đây? Dạ 10 màu. 10 màu, mấy mẫu? 4 màu. 12 phông và 7, 9, 8 ảnh. 9 tấm ảnh. Vậy thì chúng ta có thể ký hiệu cái màu ở đây ấy, thì chúng ta có thể ký hiệu nó là từ màu số 1 đến màu số mấy? Số Nếu mấy? mà Số 10. Mẫu thì chúng ta có thể ký hiệu nó là A lớn, B lớn, C lớn và cái gì nữa? D để lớn thì là mẫu. Còn phông, phông thì chúng ta ký hiệu chữ gì? A nhỏ đấy. B, C, chấm chấm. Cho đến chữ gì? Chữ gì? Chữ PQ gì đấy. Đại loại là chúng ta dùng ký hiệu nhỏ để chúng ta mô tả là có tới 12 phông. Nhá. chữ L B chẳng này, hạn. Cái chữ gì? L, chữ L, chữ L. Chữ L. Chữ L. Rồi, cái hình, chín hình, thì thầy có thể dùng ký hiệu chữ gì nhỉ? Chín hình. Thầy có thể ký hiệu nó là alpha, alpha 1, alpha 2, cho đến alpha 9 được không? Nghe Được được. không? Rồi. Bây giờ chúng ta cần cần thiết kế coi là có bao nhiêu loại cái switches.
này khác nhau. Thì bây giờ chúng ta muốn có cái áo thì chúng ta sẽ phải chọn chọn cái gì, chọn gì về màu sắc đúng không? Màu sắc là color, kế đến là gì? Mẫu là pattern, mẫu nào. Rồi kế tiếp là phong, phong nào. Rồi kế đến là hình ảnh nào, image. Đó. Vậy thì chúng ta thấy là khi chúng ta lựa chọn màu thì chúng ta có bao nhiêu sự lựa chọn nhỉ? Mười. Mấy? Mười. Mười sự lựa chọn. Còn về mặt pattern thì có mấy? Có mấy sự lựa chọn? Bốn. Có Bốn sự lựa chọn này. Còn phông thì là mấy? 12. 12. Còn hình ảnh là 9. Vậy thì chúng ta dùng cái phương pháp đếm. Tại vì bây giờ cái này nó tới 4. 4 cái lận. Nên á, chúng ta thấy là chúng ta liệt kê nó dài lắm. Hai cái chúng ta liệt kê nó dễ, dùng sơ đồ cây nó dễ. Nhưng mà đối với 4 cái chúng ta liệt kê dài lắm. Vậy thì chúng ta tính coi nó có bao nhiêu acom đây. Bao nhiêu? Chúng ta nhân vào. Nhân vào. Chúng ta có thể lấy 4 nhân cho 12 nó là 48. Chúng ta nhân tiếp cho 9 thì là nhiêu? 9, Dạ, vậy 8 là là 72. khá là Bạn đây nhớ 7. đây đây 9 lần 4 là 36, nhớ 7 là nhiêu? thầy ơi, Làm sao? thầy là đáp án là bằng 1.320, 4.000 chứ, là 4.320. À, vậy là chúng ta nhân ba cái này lại nó ra là 432 rồi, chúng ta nhân tiếp cho 10 nữa thì nó sẽ ra kết quả là 4.320. Vậy thì chúng ta thấy là cái số sự lựa chọn cái áo thì chúng ta thấy là tới 4.320 lần. Thì cái này nó gọi là cái quy tắc đếm đấy. Khi mà chúng ta có hai sự lựa chọn thôi là hai ô này này thì chúng ta thấy nó dễ. Nhưng mà bắt đầu nó tới bốn cái gì chúng ta thấy nó khó dần nhé. Rồi chúng ta thử coi là nó ra kết quả như vậy. Đấy, giờ thầy thử một cái này này. Thầy mời bạn Bảo Nguyên. Bảo Nguyên. Bảo Nguyên. Nếu thầy có 3 điểm ABC mà thầy muốn muốn tạo thành các tia số, các tia thì thầy tạo được bao nhiêu tia nhỉ? Có biết tia không? Tia nó giống như đoạn thẳng nhưng mà nó Dạ có biết. mũi tên đấy. Thì tia là nó có cái gì? Điểm đầu và điểm ngọn. Nó gọi là đầu. Và cái điểm là điểm gốc đấy. Đúng không? Tức là thầy thầy ghi cái này là gốc. Gốc và một cái nó là ngọn. Vậy thì cái gốc thầy có thể chọn là có mấy sự lựa chọn với ba điểm này? Dạ ba. Ba. Tại vì gốc, cái điểm gốc thầy có thể chọn là A đúng không, thì cái điểm còn lại nó là C hoặc là A, hoặc là thầy lấy gốc là BA, hoặc là gốc của nó là CA, CB gì đấy. Vậy là chúng ta thấy cái gốc là có ba sự lựa chọn. Vậy thì nếu thầy đã chọn rồi thì cái điểm ngọn nó còn mấy điểm biết không? Còn mấy? Nếu thầy chọn gốc nó là A rồi thì còn lại nó phải là B hoặc là A với C. Thầy có thể ghi AA không? Dạ Bảo không. không, hoặc Dạ là không. cái gốc thầy có thể là B. B gì? BA được không? B gì? B gì? Dạ B BC. C, Rồi, hoặc là gì nữa? C gì? CA B C. và CB. Vậy là thầy thấy có là bao bao nhiêu tia đây? Bao nhiêu tia? 6. 6 tia. Tức nghĩa là cái gốc này thầy có thể chọn là A hoặc B, C là ba sự lựa chọn. Còn cái ngọn
Nếu thầy đã chọn A rồi thì chỉ còn lại là B và C, tức là hai sự lựa chọn thôi. Nếu mà cái gốc thầy đã chọn B thì thầy chỉ còn lại là A hoặc C. Nên chúng ta thấy có hai sự lựa chọn. Bởi vì chúng ta phải bớt đi đi một cái mà chúng ta đã chọn rồi, nên chúng ta chỉ còn hai thôi. Vậy thì chúng ta sẽ ra được 3 nhân 2 là 6. Vậy thì nếu đi thi người ta cho chúng ta 3 điểm mà chúng ta tạo thành tia, đúng không? Chúng ta nhớ là tia AB nó khác với tia tia BA nhé. Nên chúng ta thấy là chúng ta đếm ngược được nhé, AB khác BA. Nên chúng ta thấy là có tới 6 trường hợp. Còn nếu mà đi thi mà chúng ta thi học sinh giỏi mà nó không phải nói là tia mà nó nói là đoạn thẳng. Vậy thì đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BA là như nhau. Nên chúng ta thấy nó lặp lại mất 2 lần. Nên cái 6 này chúng ta phải chia cho 2 thì tính ra chúng ta chỉ có 3 đoạn thẳng thôi. Vậy thì 3 điểm ABC. Thì nếu chúng ta ghép tia thì chúng ta thấy là BA hoặc là BC hoặc là CA, CB, chúng ta thấy là có tới 6 tia lận. Nhưng mà nếu mà chúng ta đếm đoạn thẳng đấy thì chúng ta chỉ thấy có 3 đoạn thẳng thôi. Bởi vì AB hay BA là như nhau nên chúng ta chỉ đếm nó là một thì chúng ta phải chia cho 2 bởi vì nó lặp lại 2 lần. Đúng không? Vậy thì 6 chúng ta chia 2 thì chúng ta chỉ có ra 3 đoạn thẳng thôi. Thì cái này nó gọi là phương pháp đếm mà chúng ta cần phải luyện tập rất là kỹ đấy. Thầy mời bạn Đình Nguyên nào. Có Rồi, ở đây cho biết rằng là bạn Ula này đang có một cái triển lãm ngoài trời đấy. Thì bao gồm những sự kiện có thể là gì đấy? Trình hunting hoặc là hunting fishing hoặc là hiking hiking hunting. hoặc là camera event. Vậy thì chúng ta đếm coi có bao nhiêu sự lựa chọn outcome khác nhau. Số outcome này chúng ta tính bằng cách nào? Bốn Chúng ta có tới mấy loại? Bốn bốn loại. Hunting thì có mấy sự lựa chọn? bốn Bốn. Còn fishing là mấy? bảy Bảy. Hiking là mấy? sáu Sáu. Còn camping là mấy? ba Ba. Vậy thì chúng ta tính ra được là theo quy tắc nhân thì chúng ta có bao nhiêu sự lựa chọn ở đây? có 20 20 là sao mà cộng lại được, nhân mà. ừ, nhân 4 x 7 là nó mấy? 28. 28 6 x 3 là mấy? 18 18. Vậy chúng ta nhân ra là nhiêu? Chúng ta có thể bấm máy là 28 nhân 18 18 ra mấy? Năm 504 trăm linh tư outcome đúng không? Chúng ta tính nó ra. Mời bạn Biểu Khánh nào. Biểu Khánh Dạ. ở đây người ta cho biết là có mấy trường tiểu học đây? Dạ 6. 6 trường tiểu học, 3 trường cấp 2 và Hai 2 trường cấp trường 3. cấp 3 cho sự lựa chọn đó. Thì người ta hỏi là cái con đường học vấn, đúng không? Thì có bao nhiêu sự lựa chọn đây? Dạ 11. 611. Đó. Con Bây đường giờ trước. nhé. Bây À giờ nhé. 3 3. Đây nhá, chúng ta thấy cái chặng của chúng ta này, chúng ta đi từ A đến B đến C đến D. Thì chúng ta xem cái chặng đầu tiên này nó gọi là cấp 1. Cấp 1. Chặng từ B đến C là cấp mấy? Cấp 2. Cấp 2. Từ C đến D là cấp Cấp 3. 3. Cấp 3. Thì chúng ta xem coi là chúng ta mô tả như vậy. Là cấp 1 chúng ta đi từ A tới B á là có bao nhiêu trường tiểu học đây? Dạ 6. 6 trường. Tức là chúng ta vẽ ra được chúng ta có tới 6 sự lựa chọn là 1 2 5 6.
Tức thế là chúng ta có thể đi qua cái trường nó gọi là trường A1, A2, A3 cho đến A6, tức là tên của 6 trường đấy, 6 trường tiểu học. Còn nếu mà thầy đi từ BC, tức nghĩa là cấp 2 là có mấy sự lựa chọn? Dạ ba. Ba. Vậy là chúng ta thấy là có tới 3 ngôi trường. Thầy ghi là B1, B2, B3, tức là tên của 3 ngôi trường. Còn cấp 3 thì sao? Có mấy? Có Hai. mấy? Có 2 là ngôi trường C1 và ngôi trường C2. Vậy thì chúng ta xem coi là cái pathway của chúng ta đấy, cái pathway về giáo dục này, thì chúng ta có thể đi như thế nào? Có thể chọn trường A1, rồi B1, rồi C1 là một sự lựa chọn. Đúng nào? Hoặc là A1, B2, gì nữa? À, A1, B1 và C2 được không? Yeah, được. Được. Rồi, bây giờ chúng ta mới thay đổi này. A1, B2, C1. Yeah, được. A1, B2, C2. Và chúng ta cứ đổi dần, đổi dần. Vậy thì chúng ta ghép ra là cái cấp 1 chúng ta có mấy sự lựa chọn đây? 6 sự lựa Yeah, chọn đúng sáu. không? 6 sự lựa chọn. Cấp 2 là mấy? Dạ ba. 3. Cấp 3 là mấy? Dạ hai. Là 2. Vậy thì cái pathway của chúng ta là có tổng cộng bao nhiêu sự lựa chọn nhỉ? 36. À, 6 nhân 3 nhân 2 tức nghĩa là 36 đấy. Vậy là tổng cộng là chúng ta có tới 36 sự lựa chọn. Chúng ta nhớ đây là kiến thức của lớp 7 thì nó còn dễ. Sắp tới một số bạn là học cái của cấp 3 thì nó sẽ phức tạp hơn cái này rất là nhiều, nên các bạn phải phải hiểu từ cái căn bản này thầy mới mới nói các trường hợp nó khó hơn được nhé. Rồi thầy mời bạn Nhật Minh nào. Minh Nhật. Minh Nhật. Minh Nhật. Dạ. Rồi Minh Nhật trả lời cho thầy. Ở đây là nhạc rock là có mấy bài đây? Dạ 4 bài khác nhau. Pop là 2 bài, country là 7 bài khác nhau và classical là 8 bài khác nhau. Thì người ta hỏi là có thể tạo ra được bao nhiêu cái playlist nhỉ? Bao nhiêu sự lựa chọn? Dạ 4. Đâu phải 4 sự lựa chọn đâu. Chúng ta thấy là chúng ta có thể chọn là đầu tiên rock là chúng ta có thể chọn bất cứ một bài nào là rock là mấy sự lựa chọn? 4. Còn pop là mấy? Pop là mấy đây? Mấy mà Nhật? Hai. 2. Tiếp tục. Country là mấy? Tập 7. 7. Và classical Tập là mấy? 8. 8. Vậy thì nếu mà chúng ta có thể chọn một bài này, một bài này, một bài này, mà bây giờ chúng ta có tới 4 sự lựa chọn, 2, 7, 8. Vậy thì chúng ta ghép lại là có bao nhiêu cái playlist khác nhau? Bao nhiêu? 7, 4 x 2 là mấy? 8. 7 x 8 là nhiêu? 56. 56. Vậy chúng ta nhân lại ra nhiêu đây? 8 x 6 là 48. Viết 8 nhiêu 4? 8 x 5 là 40, nhớ 4 là 44. Vậy là có bao nhiêu sự lựa chọn khác nhau đây? Bao nhiêu? 48. 448 sự lựa chọn khác nhau nhé. Chúng ta ghép nó lại đó. Thông thường thì cái này chúng ta, nếu chúng ta học từ tiểu học đấy, tiểu học thì chúng ta học cái nó gọi là cái combine, chúng ta ghép mũ nón và quần đấy, mũ áo và quần chúng ta ghép lại để chúng ta xem coi là chúng ta có bao nhiêu sự kết hợp, thì nó cũng là một cái cách để phép đếm nó đơn giản hơn. Còn giờ lên đây chúng ta học các ví dụ phức tạp hơn rồi thì các bạn cố gắng nắm bắt rồi về nhà luyện tập thôi. Rồi thầy, cái này là chúng ta không có kịp thời gian rồi, không kịp thời gian nên chúng ta sẽ bị mất một số một số cái. Rồi thầy, chúng ta sẽ phải về nhà tự tham khảo thêm. Bây giờ thầy qua cái phần thống kê này. Rồi các bạn xem cái phần thống kê. Thì cái thống kê lần trước chúng ta học thì chúng ta đã so sánh, chúng ta tới cái phần về hình dáng phân phối rồi.
Thì thầy hướng dẫn nhanh cái này để các bạn về nhà làm bài. Rồi, ở đây chúng ta xem cái hình dạng của cái sự phân phối khi chúng ta thống kê đấy. Thì chúng ta thấy là nó sẽ có cái cao nhất, có cái thấp nhất bên trái, có thấp nhất bên phải. Vậy thì nếu chúng ta thống kê một cái hình mà chúng ta thấy nó, cái đồ hình của nó dạng như vậy thì nó gọi là nó có tính đối xứng. Còn nếu mà nó bị lật đấy, nó bị lật sang bên này này thì nó gọi là có hiện tượng là lật trái. Còn nếu mà nó lật sang bên này, nó bị nhọn sang bên này, nó gọi là lật phải. Vậy chúng ta dựa vào cái này để chúng ta trả lời cái hình dạng về thống kê của mình nó như thế nào. Mời bạn Đình Nguyên. Có. Rồi, chúng ta nhìn vào cái thống kê này thì chúng ta thử xem coi là cái hình dạng của thống kê này nó là lật trái hay lật phải hay là đối xứng. Lập trái Lật trái là câu nào? B. B, nó gọi là left scale nha các bạn. Mời bạn Minh Khôi. Minh Khôi. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn cái này chúng ta biết được nó đối xứng hay là không đối xứng. Chúng ta nhìn cái giá trị ở giữa này, nó gọi là cái medium ấy. Thì nửa bên này là 50%, nửa bên 50%. Vậy thì chúng ta nhìn cái này là nó đối xứng hay không đối xứng? Đối xứng. À, đối xứng. Chúng ta nhớ là 26 là nhỏ nhất, lớn nhất là 38. Nếu chúng ta tính trung bình nó ra, chúng ta lấy 26 cộng cho 36 là nó ra là bao nhiêu? 62. 62 mà thầy chia đôi nó ra thì nó khoảng là 31, tức nghĩa là nó nằm ngay giữa này này. Vậy thì cái giá trị mà đỉnh ấy, đỉnh tức nghĩa là nó nằm ở giữa đấy. Chúng ta vẽ đồ hình ra như vậy này. Thì cái đỉnh ở đây cho chúng ta biết nửa bên này là 50% số lượng. Và chúng ta học nửa bên này là 50% số lượng. Vậy thì cái giá trị nằm ở giữa này nó gọi là medium ấy, medium. Mà cái giá trị này nằm giữa hai cái này thì chúng ta thấy hiện tượng đối xứng. Còn nếu mà cái này nó bị dạt sang một bên này thì chúng ta thấy lật trái. Còn nếu bên này nó lật qua bên này, nó gọi là lật phải. Vậy thì nhìn vào đây chúng ta chọn cái nào? Chọn nào? Okay. A hay B? À. A, nó là đối xứng, phải không? Rồi, bạn Bảo Nguyên. Bảo Nguyên. Yeah. Cái này là nó đối xứng hay lật trái lật phải? Yeah, là phải. Lật phải đâu? Nhọn nằm bên trái mà. Đúng không? Chúng ta vẽ đồ hình ra, chúng ta thấy nó bị lật cho bên nào? Lật trái hay phải? Ủa phải mà hay. Ủa, chúng ta nhìn coi chúng ta thấy cái đầu nhọn bên này nó bị lật trái hay phải đấy? Bên này là bên trái hay bên À. phải? Dạ bên trái. Bên trái nó gọi là skew left. Rồi, mời bạn Lâm Anh. Cái này lật trái lật phải hay là đối xứng đây? Đối xứng. À, chúng ta thấy nó tương đối là đều nhau đấy. Vậy là chúng ta thấy cái ở giữa này nằm giữa hai cái này là đối xứng. Vậy là chúng ta chọn A nhé. Cái này nó chỉ là hình dạng thôi, nên thầy hướng dẫn sơ như vậy để các bạn về nhà các bạn trả lời. Rồi, nó còn một khái niệm liên quan đến cái hình dáng của thống kê của chúng ta nữa. Thống kê nữa. Là nó có một số khái niệm nó gọi là ngoài vấn đề, nó có khái niệm về peak, nó gọi là cái đỉnh ấy. Ví dụ cái này nó gọi là đỉnh này. Đúng không? Cluster ở đây là nó là một nhóm giá trị nằm độc lập. Ghép, ghép ở đây giống như gap year là chúng ta bị lưu ban, hay còn gọi là bị một cái khoảng trống đó. Tức là trong thống kê chúng ta bị một cái khoảng trống, nó gọi là gap. Cluster nó gọi là một nhóm giá trị tự nhiên nó độc lập, nó nằm bên ngoài độc lập. Còn một cái nó gọi là cái outlier, tức nghĩa là nó có một cái phần tử tự nhiên nó khác biệt với tất cả giá trị còn lại, nó gọi là outlier. Đấy. Thì chúng ta có một số cái mô tả về đặc điểm của cái hình dáng thì chúng ta xem coi nó thuộc cái nào.
Rồi mời bạn Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Dạ. Rồi dựa vào cái hình đó thì chúng ta mô tả cái câu phát biểu nó đúng đây. Nó nói cái đỉnh nằm từ 1 đến 2 đúng hay sai? Dạ sai. Có đỉnh mà. Đỉnh có phải là cái peak này không? Dạ đúng. Vậy thì cái giá trị nó nằm mấy đấy? 1 và 2. 1 đến 2 mét là đúng hay sai? Dạ đúng. Đúng, sao kêu sai? Rồi, nó nói cái gap. Thì trong hình này chúng ta có gap không? Yeah. Gap ở đây là nói đến một cái khoảng trống. Khoảng trống tức nghĩa là tự nhiên chúng ta có một cái khoảng trống dữ liệu. Như ở đây có, nhưng mà đây nó khoảng trống. Thì chúng ta mới gọi cái này là gap, còn cái này là không có. Trong này nó không có một cái khoảng gap nào hết. Đúng không? Không có khoảng gap. Nên chúng ta không chọn. Còn cái này nó kêu là gap từ 6 đến 9 là sai rồi. Vậy là chúng ta có câu A. Mời bạn, mời bạn. Bửu Khánh. Bửu Khánh đâu? Yeah. Rồi, nhìn vào cái sơ đồ này thì chúng ta thấy cái data point này có một cái data point tức là một điểm dữ liệu là nó ở rất xa so với trung tâm. Trung tâm nó là cái nào? Năm. Center nó là cái nào? Là Oh, 9 đúng không? chín. Dạ Còn cái data point ở cách xa đúng hay sai? đúng. Đúng. Rồi, câu thứ hai nó nói là khoảng gap từ 7 đến 8, đúng hay sai? Yeah, sao? Sai. Nó đâu có khoảng gap nào đâu. Vậy là chúng ta chỉ có câu đi. Câu A. Vậy là chúng ta thấy là mô tả chúng ta chỉ có câu A thôi. Mời bạn Quang Minh. Quang Minh. Dạ thầy. Rồi, nhìn vào cái hình này chúng ta mô tả coi là cái gap của chúng ta là từ 8 đến 12 đúng hay sai? Dạ không đúng. Không đúng. Cái cluster là một nhóm dữ liệu từ 2 đến 6. Cái này có phải là cluster không? Dạ không. Nó là cái gì? Gap. Gap. Vậy thì chọn câu nào? Chẳng câu xin. Câu C. Mời bạn Khải. Bạn Khải. Dạ thầy. Rồi cái phân phối của mình đây thì nó nói cái cluster từ ba mươi mấy, 33 đến 37. ba đã 33 đến 37. 33 đến 37, cái này có phải là cluster không? Cái này gọi là gap hay hay là cluster? Vâng. Gap. Còn bây giờ cái chỗ này gap nó kêu là từ 38 đến 42, đúng hay sai? Sai. Cái này nó gọi là cluster chứ, hai cái này nó bị đảo ngược lại này. Vậy thì chọn câu nào? Câu gì? Câu C đúng không? Câu C. Rồi mời bạn Jojo. Jojo. Rồi nhìn sơ đồ này, trả lời. Cái peak này là 4 năm đúng hay sai? Dạ Cái sai. peak nằm đây này, sai. Còn cái gap là từ 5 đến 7. Dạ sai Cái luôn. này có phải là gap không? Dạ Sai không. luôn. Vậy là câu nào? Dạ C, nó đáp đi. C. Chúng ta chỉ nhận diện cái đồ hình của nó thôi nha. Mời Ngọc Minh. Ngọc Minh. Là Data Boy rất xa trung tâm đúng hay sai? đúng ạ. Đúng. Và là câu này. Đúng. Câu B. Cái gap từ 20 đến 30 đúng hay sai? Sai. Rồi, Minh Nhật. Minh Nhật đâu? Dạ. Ở đây người ta nói là gap từ 7 đến 9 đúng hay sai? Dạ đúng. Đúng. Rồi, câu B. Cái peak thì là 3 đúng hay sai? Cái peak của nó đây này, cái đỉnh của nó này. Dạ sai. Nó là một mà đây nó nói là ba là sai, vậy thì chúng ta chỉ có một câu A thôi. Vậy thì về nhà các bạn cũng phải luyện tập cái phần còn lại về cluster gap và cái sap distribution về mặt thống kê nha các bạn. Đó, thì chúng ta cần phải chuẩn cái lại về mặt thống kê, chỗ nào các bạn quên như bạn gì đó chúng ta có thể về nhà chúng ta mở cái video, nếu chúng ta quên thầy đã dạy rồi mà các bạn nghỉ học đúng không, chúng ta không xem video
thì chúng ta làm sao chúng ta làm bài được. Nên chúng ta có thể hướng dẫn, chúng ta mở cái video dưới này này. Đó, mở video ra. Chúng ta click vào để chúng ta mở video, chúng ta tự ôn bài đi, để chúng ta học, để chúng ta làm tốt cái phần thống kê của mình. Đó, thì các